Chào các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải đề số 7, đề kiểm tra học kỳ 1 năm học 2021-2022. Bài số 1, thực hiện phép tính, tính nhanh nếu có. Câu A, 16 x 72 cộng 28 x 16, thì câu này chúng ta nhớ công thức cho thầy nè. Công thức là gì đây? Công thức là tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng là A nhân B cộng a nhân c thì bằng a nhân tổng b cộng c đây là công thức ở đây a chính là 16 còn b chính là 72 c chính là 28 vậy thầy đạt 16 ra ngoài nhân cho tổng của 72 cộng cho 28 72 cộng 28 là bằng 100 bằng 16 nhân 100 kết quả là bằng 1600 Câu B là 75 trừ cho hiệu của 3 nhân 5 bình phương trừ 4 nhân 2 mũ 3 thì nó bằng thay đổi 5 mũ 2 là bằng 5 nhân 5 là 25, 2 mũ 3 là bằng 8. 2 mũ 3 có nghĩa là 2 nhân 2 nhân 2 bằng 8 á. Là bằng 75 trừ cho 3 nhân cho 25 trừ cho 4 nhân 8 thì nó bằng 75 trừ cho 3 x 25 là bằng 75 4 x 8 là 32 trừ cho 32 Vậy thì thầy sẽ phá ngoạc ra Chúng ta nhớ công thức cái thầy này Trừ Mở ngoạc A trừ B Khi chúng ta bỏ dấu ngoạc thì chúng ta lưu ý Trước dấu ngoạc có dấu trừ đổi dấu toàn bộ bên trong Vậy thì trừ A Trừ trừ thành cộng Vậy cộng B Thấy chưa Vậy thì nó bằng gì đây Bằng 75 Trừ cho 75 hai dấu trừ thành dấu cộng là cộng cho 32 75 75 là bằng 0 cộng 32 là kết quả là bằng 32 vậy câu B kết quả là bằng 32 tiếp theo là câu C trừ 40 cộng với trừ 18 cộng 16 trừ với trừ 45 câu này chúng ta để ý dấu cái thầy này là dấu như sau nếu hai dấu trừ thì thành dấu cộng ba dấu trừ thì thành dấu trừ và nhớ cái thầy chú ý này nếu số dấu trừ mà chẵn á thì kết quả sẽ là cộng. Nếu số dấu trừ mà lẻ thì kết quả sẽ là trừ. Nhớ nè. Số dấu dấu trừ á, dấu trừ mà lẻ kết quả nó sẽ là dấu cộng. Còn nếu số dấu trừ mà nó chẵn á, kết quả sẽ là à, xin lỗi xin lỗi. nói lại nè. Số dấu trừ dấu âm á, dấu trừ đi dấu trừ nè, mà nó lẻ kết quả sẽ là trừ còn số dấu trừ á, mà nó chẵn á kết quả sẽ là dấu gì dấu cộng được chưa phải ở đây chúng ta lưu ý nè đây là trừ 40 đúng không được ghi lại nè đây là trừ 18 cộng 16 nghĩa là chúng ta có 16 mà thiếu 18 là còn thiếu 2 phải cộng với trừ 2 trừ của trừ 45 vậy là hai dấu trừ là chẵn ra hai dấu trừ nghĩa là số dấu trừ chẵn bao giờ đó cộng 45 nhớ chưa số dấu trừ mà chẵn thì kết quả ra dấu cộng số dấu trừ mà lẻ thì kết quả ra dấu trừ và cái này là trừ 40 cộng với trừ 2 là trừ mấy trừ 42 có nghĩa là thiếu 40 thiếu thêm 2 nó thiếu 42 vậy thiếu 42 này trừ 42 mà cộng cho 45 có nghĩa là bạn 45 trừ cho 42 45 trừ 42 là cộng 3 kết quả câu C bằng 3 Tiếp theo là câu D. 250 chia cho chia cho cái đóng phần trong này chưa? Thì câu này chúng ta thứ tự làm là làm từ đâu? Làm từ mặt đơn tới mặt mặt vuông tới mặt móc. Vậy nó bằng. Bằng đây Bằng 250 chia cho 85 855 chia tiếp cho 540 cái này chưa anh giờ ta làm từ từ. Yeah. trừ đây tấm 1 đổi 6 mũ 2 là bằng 6 nhân 6 là 36 2 mũ 3 là bằng 2 nhân 2 nhân 2 là 8 vậy 36 nhân 8 Mà cộng cho 36 nhân cho 8 cái này chúng ta đóng mặt vuông chỗ này chỗ này đóng mặt móc chưa? rồi tiếp tục và bằng 250 chia cho tấm 55 này. Đó. chia tiếp cho chia tiếp gì đây chia tiếp cho 540 rồi 81 cộng 36 nhân 8 chúng ta lấy 36 nhân 8 36 nhân cho 8 này. 8 nhân 6 48 với 8 nhân 4 8 3 4, 4, 4 là 28 và 288 chỗ này sẽ là trừ cho này 81 cộng cho 288 đóng mặt vuông chỗ này nghe chưa chỗ này vẫn còn móc và nó bằng 250 chia cho 855 chia tiếp cho 540 288 mà cộng cho một cộng 81 thì chúng ta lấy 288 này cộng 81 81 là 9 tóm tóm 16 6 nha 1 nhá một cái đó là thành cộng 3 à, thành 3 rồi chưa 369 chỗ này chúng ta ghi là 540 trừ 369 chỗ này đóng mặt đơn nha chỗ này sẽ thành mặt vuông mặt vuông nhớ nha vậy tiếp tục tính toán tiếp tục nè bằng 250 rồi chia cho tóm 55 để đó và chúng ta lấy 540 đem trừ cho bao nhiêu 369 thì không trừ chiến không được mượn 10 10 trừ 9 cộng 1 vậy thì cái này 5 cái này là 4 trừ cho 10 cho, cho 7 đúng không 4 trừ 7 không được thì mượn 50 là 14 trừ 7 cộng 7 nè rồi thì 5 trừ cho 4 cộng 1 171 chỗ này sẽ là 171 chỗ này sẽ là 855 chia 171 này mở ngoặc chỗ 855 đóng ngoặc chỗ 171 rồi tính toán tiếp tục là ra vậy là 250 1 855 chia cho 855 đem chia 171 và chúng ta lấy nhẩm nhẩm gì đây nhẩm thêm sâu số 1 không được rồi số 2 không được rồi số 3 không được rồi này số 3 nhỏ hơn cái này có rồi số 4 không, không. số 5 đi có số nam tặng cùng số nam này số nam có cái nam là nam bảy cái nam ba viết nam nhóm ba rồi đúng 855 trăm năm bằng không luôn kết quả bằng nam chỗ này sẽ là gì đây vậy là 855 trăm năm chia trăm mấy bằng nam vậy 250 hai trăm năm mươi chia nam là còn bao nhiêu kết quả là năm mươi kết quả câu d bằng năm mươi nghe chưa rồi tiếp theo bài số hai câu a dùng ba chữ số sáu số sáu số nam số không để ghép thành số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 5, chia hết cho 2. Chúng ta chú ý nè. Số tự nhiên mà chia hết cho 2 là số tận cùng là chữ số chẵn. Nhá chưa? Số tự nhiên chia hết cho 2 là những số mà có số tận cùng là chữ số chẵn. Nhá chưa? Rồi số tự nhiên chia hết cho mấy? Cho 5 là số tận cùng là có chữ số 5 và số 0. Nói lại nè. Số tự nhiên chia hết cho 2 là những số mà nó có chữ số tận cùng là số chẵn. Còn số tự nhiên chia hết cho 5 là những số mà nó có chữ số tận cùng là không hoặc 5. Nhắn chưa? Vậy thì câu A. Câu A người ta yêu cầu là từ các số 6, số 5, số 0. Chữ số này. 3 chữ số này. Ghép thành số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho 5. Chia hết cho 2. Vậy. Câu này có hai ý. Số tự nhiên. Có ba chữ số. Chia hết cho hai. Số tự nhiên có ba chữ số chia cho hai là số nào? Là tặng cùng một số chẵn thì chúng ta có là 506 nè. 506 rồi rồi sao nữa 560 rồi là 650 rõ ràng là tặng cùng là số 6 số 0 là số chẵn rồi vậy là sao một ý ý thứ hai là số tự nhiên có 3 chữ số chia hết cho cho 5 số chia hết cho 5 là số có chữ số tặng cùng là 0 hoặc 5 và chúng ta sẽ có những số sau là 560 này rồi nữa rồi là 650. Rồi là 605. Được chưa? Có 3 số thôi. Câu B. Câu B là điền chữ số vào dấu sau để được số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Của cái số là 51 chưa? Yeah, 51 sau này, đó. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày này. Chúng ta lưu ý với thầy trước đã số chia hết cho 3 là số mà nó có tổng các chữ số chia hết cho 3. Số chia hết cho 9 là số mà nó có tổng các chữ số chia hết cho 9. Nhớ không chưa? Rồi. Ta có và có nè, số 51 sau này đó. Móc sau không chưa? Này bỏ đi. Sao bạn cái đây? Nó sao bạn? 5 cộng cho 1 suy ra suy ra suy ra đi suy ra năm cộng một cộng sau nó tổng có chữ số của nó này bằng gì đây suy ra năm cộng một cộng sau cái này chúng ta bỏ này đây. suy ra năm cộng một cộng sau nghĩa là tổng các chữ số của nó đó là bằng 6 cộng sau mà đây đề nó nó nói nè tìm cái sau để cái số này á, chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Đó, thấy chưa? Và lý luận này để số 5 mốc sau đây, thật ngon đây này. Chia hết cho mấy? Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9 để số 5 móc sau này chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9. Thì đây. Thì cái tổng này nè, cái tổng 6 cộng sau này nè. Nó sao? Thì cái tổng 6 cộng sau này sao nó y cho như vậy đó. Nó chia hết cho mấy? Chia hết cho 3 mà không hết cho 9. Để 5 móc sau này, số 5 móc sau này chia hết cho 3 mà không hết cho 9 á thì cái thì cái tổng 6 cộng sau này chia hết cho 3 không hết cho 9 vậy thì suy ra sau gì đây suy ra sau nó thuộc con số nào sau thuộc con số là số 0 này là mẫu nè số 6 và số 9 3 số đúng không vậy là 6 thiếu con sau đây là 0 vậy là 6 chế cho mấy cho 3 nhưng mà 6 không hết cho 9 là thiếu con 6 ở đây là 12 chế cho 3 nhưng mà sau 12 là không hết cho 9 Lần tiếp tục là Thế chiến ngoài đây là 6 9, 15 đúng không? 6 cộng chiến 15, 15 cho 3 nhưng mà không phải cho chiến đúng không? Vậy sao mà đó? Kết luận vậy. Vậy sau mình thuộc những con số là 0, 6 và số 9. Tiếp theo bài số 3. Bài số 3 tìm số tự nhiên x biết câu A x cộng 8 trừ 18 bằng 20 Thì chuyển trừ 18 sang bên phải là thành cộng 18. Vậy thì x cộng 8 này nó sẽ bằng là 20 cộng 18. 20 cộng 18 là bằng 38. Vậy x cộng cho 8 bằng 38 thì x sẽ bằng chuyển cộng 8 sang bên phải là đấu dấu thành trừ 8. Vậy là 38 trừ cho 8. 38 trừ 8 là còn 30. Kết luận vậy x bằng 30. Câu B. Câu B là 2 nhân 3 3 mũ x bằng 18 thì chúng ta sẽ thấy là nhân này chuyển sang là chia vậy chúng ta có là 3 mũ x sẽ bằng gì? 18 chia cho 2 nhân thành chia, chia thành nhân. Vậy là 3 mũ x sẽ bằng 18 chia 2 bằng 9, 9 chính là 3 mũ 2. Vậy là 3 mũ x bằng 3 mũ 2. Chúng ta áp dụng công thức như sau a mũ m bằng a mũ n suy ra là m bằng nào có nghĩa là hai lý thừa bằng nhau hai lý thừa cùng cơ số bằng nhau thì chứng tỏ là bỏ cơ số đi lấy cái mũ cho mũ bằng nhau là m bằng nào đó Và đây thì cơ số giống nhau nha cơ số giống nhau là ba đầu thì mũ bằng nhau là x bằng 2 x bằng hai kết luận vậy x bằng 2 rồi câu c Câu C là 106 trừ đi cho cái hiệu x 11 bằng 56 thì chúng ta nhớ công thức cho thầy này. A trừ x bằng B thì x bằng gì đây? X sẽ bằng A trừ B. Đó. Vậy thì cái này chúng ta áp dụng tức là vào là xong. Vậy là x 11 sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng 106 trừ cho 56. Vậy là x trừ 11 bằng 106 mà trừ cho 56 là bằng bao nhiêu? Bằng 50. Phải không? Đúng rồi, 106 trừ 56 150 đúng rồi, bằng bằng 50. Vậy thì x sẽ bằng 11 chuyển xong phải là bằng cộng 11 và chúng ta chúng ta bằng là 50 cộng mấy đây? 11. Nhớ chưa? Trừ 11 chuyển xong phải là thành cộng 11 và 50 cộng 11 là bằng bao nhiêu? 61 x bằng 61 kết luận vậy x bằng 61 câu d câu d là 3 x cộng 6 đem nhân cho 3 bằng 34 thì chúng ta lưu ý là nhân chuyển sang là chia và phải nhắc công thức cho thầy nghe là a nhân cho x bằng b x sẽ bằng b chia a vậy thì cái này sẽ là gì đây 3x cộng 6 sẽ bằng là 3 mũ 4 chia cho 3. 3 chính là 3 mũ 1. Tới đây áp dụng công thức tiếp theo là gì đây? a mũ m chia a mũ n khi chia hai lũy thừa cùng cơ số giữ cơ số lại lấy mũ trừ nhau là lấy m trừ cho n. Vậy thì 3 mũ 4 chia 3 mũ 1 chính là bằng 3 mũ 4 trừ 1 là cộng 3 mũ 3. Vậy là 3x cộng 6 bằng 3 mũ 3. 3 mũ 3 là 27. Vậy là 3x cộng 6 bằng 27. Vậy là 3x sẽ bằng 27 trừ cho 6. 27 trừ 6 là còn 21. Vậy là 3x bằng 21. X sẽ bằng 21 chia cho 3. X bằng 7. Kết luận vậy. X bằng 7. Tiếp theo bài số 4. Có 24 quyển vở và 36 bút bi. Cô giáo chủ nhiệm muốn chia vở và bút thành một số phần thưởng như nhau gồm cả vở và bút để phát thưởng cho học sinh. Hỏi cô có thể chia nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Nhớ là nhiều nhất. Thì cái này chúng ta lưu ý là đề hỏi gì gọi đó. Ở đây thầy gọi A, gọi A đơn vị là phần thưởng là số phần thưởng có thể um, phần thưởng cần tìm. gọi A đơn vị là phần thưởng là số phần thưởng cần tìm và điều kiện ở đây là A thuộc là sau. Theo đề chúng ta có là 24 sẽ chia hết được cho A. Rồi 36 chia hết cho A. Và A nhá là nhiều nhất, do đó thì A nó sẽ bằng ước chung lớn nhất của 24 và 36. Sau đó chúng ta phân tích cái số 24 ra từ số nguyên tố và 36 ra từ số nguyên tố thì chúng ta sẽ tìm được A gọi a đơn vị là phần thưởng gọi a đơn vị là phần thưởng là số phần thưởng cần tìm và điều kiện ở đây chúng ta chú ý là điều kiện là a thuộc n sau và theo đề theo đề ta có ta có là 24 chia hết cho a, 36 chia hết cho a, và 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 cho này và và, và, và và a nhiều nhất vậy thì lúc này suy ra được là a sẽ bằng nhá là ai nhiều nhất nha đó thì ai sẽ bằng ước chung lớn nhất của 24 và 36 vậy thì ta có 24 bàn 24 sẽ bằng 8 x 3 và bằng 2 mũ 3 nhân cho 3 còn 36 là bằng 4 x 9 là bằng 2 mũ 2 x 3 mũ 2 được không cho nên thầy suy ra được là A à, sẽ bằng gì đây? Máy này. Ước chung lớn nhất thì lấy lấy chung thôi. Nhớ lấy chung và mũ thì mũ nhỏ nhất. Vậy chung ở đây chính là 2 và 3 luôn. Chung là 2 và 3. Nhưng mà nhớ số 2 này, đối số 2 thì mũ của nó là mũ 3, đây mũ 2 chọn mũ nhỏ nhất là mũ 2 thôi. Hai mũ 2. Còn đây số 3 thì chọn đây là mũ 1, đây mũ 2 thì chọn ngoái, mũ, mũ nhỏ là mũ ấy Chọn mũ máy đây, mũ 1 thôi. Kết quả là bằng 12 số 12 này thỏa mãn chưa thỏa nào sau chưa chúng ta ghi thỏa mãn điều kiện thỏa mãn điều kiện chưa thỏa mãn điều kiện kết luận vậy số phần thưởng số phần thưởng có thể chia được nhiều nhất là Vậy số phần thưởng có thể chia được nhiều nhất là là 12 phần thưởng. Tiếp theo là bài số 5. Bài số 5. Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8 m, diện tích là bằng 120 m vuông tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó bây giờ muốn tính được chu vi của hình chữ nhật thì của mảnh vườn hình chữ nhật thì chúng ta biết chiều dài và chiều rộng ở đây chiều rộng có rồi chiều dài chưa biết nhưng mà ở đây họ cho diện tích thì mà diện tích của hình chữ nhật là bằng gì dài nhân rộng vậy thì chúng ta sẽ tính chiều dài sẽ bằng diện tích chia chiều rộng và có chiều rộng chiều dài rồi thì chúng ta tính được chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật Câu này làm hai ấy, cái thứ nhất là chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là chiều dài của mảnh vườn hình của chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật là Chúng ta lấy diện tích là 120 chia cho chiều rộng là 8. 120 chia 8 bằng 15. Đơn vị là mét. Rồi, ý thứ hai là chúng ta có được cái chiều dài chiều rộng rồi đúng không? Chiều dài chiều rộng rồi, tính chu vi thôi. Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là chúng ta lấy chiều dài là 15 này cộng chiều rộng là 8 mấy đúng không 15 mấy cộng 8 mấy nhân cho 2 15 cộng 8 là bằng bao nhiêu 15 cộng 8 là 23 23 nhân 2 là 46 đơn vị là mấy rồi bài cuối cùng bài số 6 chứng minh A bằng 2 cộng 2 mũ 2 cộng 2 mũ 3 cộng chấm chấm cộng 2 mũ 100 chia hết cho 6 thì để chứng minh a chia cho 6 thì chúng ta chỉ cần chứng minh a là bự của 6 là sao chứng minh a là bự của 6 thì lúc đó a chia cho 6 câu này các em chú ý cho thầy một tí là là dễ lắm đây thầy đầu tiên thầy sẽ lưu ý này thấy thầy thấy cái này có hai đúng không cái này là 2 mũ hai đúng không vậy thì hai cộng hai mũ 2 là bằng 6 chưa đúng không và 6 chia hết cho 6 rồi đó thì nhóm này là nhóm là 2 cộng 2 mũ 2 lại nè rồi tiếp tục là 2 mũ mấy 2 mũ 3 với 2 mũ 4 cộng chấm 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 và đèn trước của số đèn trước của 2 mũ 2, 2, mũ 100 đèn trước của 2 mũ 100 sẽ là 2 mũ 99 vậy là 2 mũ 99 cộng cho 2 mũ 100 được không nè đó chấm hoạt lại rồi thì nhóm nó xem này ta có A à, bằng nhóm đầu tiên là 2 cộng 2 mũ 2. Nhóm thứ hai là thầy nhóm 2 mũ 3 cộng cho 2 mũ 4. Cộng chấm chấm chấm. Cộng cho 2 mũ 99. Cộng cho 2 mũ 100. Nhóm cuối cùng. Và nó bằng gì đây? Cái này bằng 6 chưa? bằng 6 rồi. Cái này thầy ép ra là gì đây? Ép ra cái này thành 2 mũ 2 cộng 2 mũ 2 nè. Đó để cho nó ló 6 rồi. Vậy lấy 2 mũ 3 chia cho 2 là còn 2 mũ 2 là nhân vào đúng này 2 mũ 2 nhân 2 chính là 2 mũ 3 2 mũ 2 nhân 2 mũ chính là 2 mũ 4 chính xác rồi cộng chấm 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 cộng cho ép bây giờ ép ra ép nó có xuất hiện được cái này nè xuất hiện là 2 cộng 2 mũ 2 và lấy 2 mũ 99 chia cho 2 còn 2 mũ 98 nhân lại kiểm tra này 2 mũ 98 nhân 2 chính là 2 mũ 99 2 mũ 98 nhân cho 2 mũ 2 chính là 2 mũ 100 ok chưa bằng 6 này 6 chính là 6 nhân 1 đi. Cái này chính là 2 mũ 2, cái này chính là 6 này. Cộng chấm 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 cộng cho. Cái này chính là 6 vậy là cộng cho 2 mũ 98 tóm nhân cho 6. Tất cả những cái này đều có số chung là 6 và đạt 6 ra ngoài. Ở trong là còn 1 cộng 2 mũ 2 cộng chấm 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 cộng cho 2 mũ 98 tóm. Vậy cái này nó chính là 6 nhân với cái này. Vậy thì ai A chính là 6 nhân cái này. Vậy thì A là bộ của 6 chưa? Đó thì nó chia hết cho cho 6 Kết luận Vậy A à, chia hết cho 6 đều phải chứng minh Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng Cảm ơn các em đã theo dõi Hẹn gặp các em ở đề số 8 Chào tạm biệt các em